Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Thì bây giờ chị sẽ mời các bạn đến phần 2 nhỏ, chúng mình đi tìm hiểu nhân vật nhé. Và các bạn biết rồi, đối với sử thi và đặc biệt là sử thi Tây Nguyên thì sẽ luôn luôn có một vị anh hùng được ca ngợi, được chưa ạ? Và dường như anh hùng đấy sẽ tồn tại trong cái pho sử thi đấy xuyên suốt từ đầu đến cuối, với những cái chiến công lừng lẫy, với những cái chiến công để giúp cho buôn làng cộng đồng người của mình sống hạnh phúc hơn, no ấm hơn, đầy đủ hơn. Thì ở trong cái phần văn bản mà chúng ta tìm hiểu hay là khác là đoạn trích á, thì các em có thể thấy có sự xuất hiện của hai người thủ trưởng, đó là Đăng Săn và đó là Mật Ong Mật Xây. Tuy nhiên lại chỉ duy nhất có một người anh hùng được ngợi ca thôi, và đó chính là Đăng Săn. Và vì sao lại như vậy? Là bởi vì Đăng Săn chiến đấu vì công lý, về lẽ phải, vì cộng đồng của mình, được chưa ạ? Còn mà tao mờ xây cũng là tù trưởng, đúng ạ, cũng đi đánh chém, cũng đi cướp bóc những dân làng khác, nhưng mà cuộc chiến mà tao mờ xây gây lên đó là những cái cuộc chiến phi nghĩa, bởi vì nhân cái lúc mà Đăng Săn đi vắng thì Đăng Săn đi vắng cùng với dân làng thì mà tao mờ xây đã lẻn sang để cướp phá, để tàn phá buôn làng của chàng, và đồng thời còn cướp Hơi Nhị để mang về làm vợ của mình. Và với cái hành động như vậy thì chắc chắn là phi phi nghĩa rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là không được ngợi ca. Và đặc biệt là trong quá trình mà chúng mình đi tìm hiểu về nhân vật người anh hùng Đăng Săn thì chúng ta sẽ có thể thấy tương quan so sánh với nhân vật mà ta mà xây, để thông qua đó càng làm nổi bật hơn nữa vẻ đẹp cũng như tài năng của người anh. Tính với nhân vật người anh hùng Đăng Săn thì như các bạn có thể thấy đấy, chúng mình sẽ cùng với chị phân tích chi tiết thông qua việc đối chiếu so sánh với người thủ trưởng mà đang mà xây. Vậy thì để làm rõ người anh hùng Đăng Săn, các bạn cần chú ý các phương diện sau. Bây giờ thì các bạn chú ý quan sát vào trong phần màn hình ghi chép của chị em chúng mình nhé. Các bạn chú ý cho chị vào phần màn hình ghi chép thì các bạn sẽ cùng với chị tìm hiểu chi tiết về người anh hùng Đăng Săn của chúng ta thông qua các phương diện. Trước tiên là về ngoại hình và phong thái, đấy là phương diện thứ nhất. Phương diện thứ hai là thông qua hành động, và đặc biệt nhấn mạnh ở đây là hành động múa khiên, được không ạ? Và phương diện thứ ba là phương diện lời nói. Và bây giờ chị em chúng mình cùng nhau hoàn thành các phần bảng ở trong phần ghi chép của chị, để chúng ta có thể phân tích được người anh hùng Đăng Săn của chúng ta thông qua ba phương diện này nhé. Và đặc biệt là đối với việc phân tích nhân vật Đăng Săn, ta luôn luôn có cái nhìn đối sánh với nhân vật mà ta mờ xây. Vậy thì vào phương diện trước tiên, đó là phong thái và ngoại hình. Thế thì nhân vật mà ta mờ xây của chúng ta có phong thái ngoại hình như thế nào thì các bạn đặc biệt chú ý quan sát vào trong sách giáo khoa phần số 1 giúp cho chị. Chúng ta quan sát vào trong sách giáo khoa, lướt nhanh cho chị, tìm nhanh cho chị lời của người kể chuyện, đặc tả, khắc họa và miêu tả về nhân vật mật tam mật xây, đặc biệt ở phần phong thái và ngoại hình. Chúng ta sẽ thấy ngay trang 20 ạ. Thế là mật tam mật xây phải đi ra, bà con xem, khiêng hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng, trông hắn dữ tợn như một vị thần. Hắn đóng một cái hố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dài nút, đi từ nhà trong ra nhà ngoài, dáng tần ngần do dự, mỗi bước đắn đo giữa đám đông mịt mù như trong sương sớm. Thế thì với phần này ta có thể thấy rất là rõ về ngoại hình cũng như phong thái của người thủ trưởng mà ta mờ xây. Trước tiên chúng ta có thể thấy là vẻ đẹp bên ngoài, đúng không ạ? Ngoại hình bên ngoài của mà ta mờ xây là trông hắn dữ tợn như một vị thần, đúng không ạ? Trông hắn dữ tợn như một vị thần, được chưa ạ? Rồi hắn, trang phục của hắn thì sao ạ? Hắn đóng một cái hố sọc, hắn đóng một cái hố sọc gấp bỏ muối, đúng không ạ? Rồi mặc một một chiếc áo dày nút, mặc cái áo dày nút, mặc cái áo dày nút, đi từ nhà trong ra nhà ngoài. Và dáng đi của hắn thì sao ạ? Dáng đi của hắn thì tần ngần do dự, dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo
Chưa cần so sánh với người anh hùng Đan Săn, các bạn chỉ cần so sánh và tao MJ khi đứng trước lời khiêu chiến của Đan Săn và khi mà tao MJ đến buôn làng của Đan Săn để cướp phá, để cướp vợ của chàng. Chúng ta sẽ thấy ngay khi mà đến buôn làng của Đan Săn để cướp vợ, để cướp phá buôn làng của chàng, thì mà tao MJ đâu có cái dáng tần ngần do dự như thế này. Là bởi vì sao ạ? Là bởi vì hắn nhân lúc Đan Săn đi vắng, thế nên hắn đã lẻn sang để cướp phá buôn làng của Đan Săn, rồi cướp cả vợ của Đan Săn nữa, đúng không ạ? Nhưng bây giờ đứng trước lời khiêu chiến của Đan Săn thì hắn lại tần ngần do dự, không dám đối mặt được chạy. Đấy là mà ta mất dây. Và từ đây dường như các bạn cũng đã có thể rút ra, giúp cho chị cái nhận xét về ngoại hình cũng như phong thái của nhân vật này rồi, đúng không ạ? Thì ngay ở đây chúng ta có thể rút ra một cái nhận xét về phong thái và ngoại hình của nhân vật mà ta mở dây. Đúng là một người tù trường giàu có, đúng không ạ? Đúng ngoại hình và phong thái của một người tù trường giàu có. Thế nhưng mà ngoại hình thì đúng là một người tù trưởng thật, nhưng cái phong thái, cái đứng trước lời khiêu chiến của Đan Săn lại tần ngần do dự, mỗi cũng đắn đo. Thì chúng ta có thể, có phải giống một người tù trưởng không ạ, mà giống nhiều hơn là một kẻ hèn nhát, đúng ạ? Là một người tù trưởng giàu có, xong cũng cũng giống một kẻ hèn nhát, đúng ạ? Bởi vì chúng ta thấy phong thái mà tao ở xây thể hiện khi mà đứng trước lời khiêu chiến của Đan Săn tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo, không dám đối diện với người anh hùng Đan Săn, không ạ? Và ngược lại, Đan Săn của chúng ta thì sao ạ? Để có thể lột tả vẻ đẹp của anh hùng Đan Săn thì các bạn vừa chú ý quan sát cho chị phân đoạn số 1 trong sách giáo khoa, và đồng thời thì quan sát luôn cho chị cả phân đoạn số 3 trong sách giáo khoa. Các bạn mở trang 24 và 25 trong sách giáo khoa giúp cho chị, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Đan Săn được khắc họa trong cái cuộc ăn mừng chiến thắng, đúng không ạ? Các bạn chú ý này, ngực quấn chéo một tấm mền chiến, mình khoác một tấm áo chiến, tai đeo đủ sát bên mình, nghênh ngang đủ gươm giáo, đôi mắt long lanh như mắt chim gách ăn hoa tre. Đấy chính là ngoại hình của nhân vật Đăm Săn, đúng không nào? Các bạn chú ý giúp chị nhé. Trước tiên đó chính là ngực quấn một chiếc ngực quấn một chiếc mền chiến, ngực quấn một chiếc mền chiến, mình khoác một tấm áo chiến, mình khoác một tấm áo chiến, tay thì đeo nụ, đúng không ạ? Rồi xung quanh chàng thì nghênh ngang đủ giáo gươm, nghênh ngang đủ giáo gươm đó. Còn đôi mắt của chàng thì được so sánh với so sánh với đôi mắt của con chim gách, đúng không ạ? Đôi mắt của chàng thì long lanh như mắt chim gách ăn hoa tre. Và chim gách là một loài chim rừng, chị là như vậy. Chẳng những thế, cùng với biện pháp liệt kê thì người kể chuyện đã sử dụng biện pháp so sánh và phóng đại để khắc họa vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Đan Săn. Bắp chân chàng to bằng cây sả ngang, đúng không ạ? Bắp chân chàng to bằng cây sả ngang, rồi bắp đùi chàng thì to như cái gì, ống mễ, đúng không ạ? Bắp đùi chàng to bằng ống mễ đó. Rồi sao nữa ạ? Sức chàng thì ngang sức voi đực, đúng không ạ? Sức của chàng thì ngang sức voi đực đó. Chẳng những thế thì hơi thở của chàng thì ầm ầm tựa sấm dậy, hơi thở của chàng ầm ầm tựa sấm dậy. Vâng, rất là
là nhiều cái chi tiết khắc họa vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Đăm Săn, được chưa ạ? Thế thì thông qua đây các bạn có thể rút ra sự cái nhận xét về vẻ đẹp ngoại hình cũng như phong thái của nhân vật người anh hùng Đăm Săn. Thì các bạn có thể thấy là ngoại hình và phong thái của Đăm Săn đích thực là ngoại hình và vẻ đẹp của một người anh hùng, được chưa ạ? Bên này là của một người tù trưởng giàu có, còn bên này chính là vẻ đẹp của người anh hùng, đúng không ạ? Vẻ đẹp phong thái của người anh hùng. Đẹp và phong thái của một người anh hùng, đúng không ạ? Ở đó chúng ta có thể thấy hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của cả cộng đồng, đúng không ạ? Hội tụ vẻ đẹp cũng như là sức mạnh của cả cộng đồng. Ví dụ chị là như vậy nhé. Bằng biện pháp nghệ thuật, so sánh, phóng đại và liệt kê thì người kể chuyện đã cho chúng ta thấy vẻ đẹp, phong thái cũng như là sức mạnh của người anh hùng Đăm Săn. Ở đó cũng chính là vẻ đẹp, sức mạnh của cả cộng đồng. Thì các bạn lưu ý chị là như vậy nhé. Thì đó chính là cái phương diện đầu tiên chúng ta tìm hiểu về nhân vật người anh hùng Đăm Săn. Tiếp theo đến phương diện thứ hai, thông qua hành động múa khiên. Được chưa? Thì các bạn lưu ý cho chị vào phần số 1 thì chúng ta có thể thấy rằng trong cái hành động múa khiên này chúng ta sẽ tương quan so sánh cũng là nhân vật của Tam Xây và nhân vật Đăm Săn. Thế thì thông qua bốn hiệp thì chúng ta có thể thấy sự thay đổi giữa hai nhân vật này thông qua hành động múa khiên thì sẽ như thế nào. Ta chú ý vào hiệp thứ nhất. Ở hiệp thứ nhất thì chúng ta có thể thấy MTMC là người múa trước, đúng không ạ? Và trong hiệp 1 thì nhân vật Đăm Săn của chúng ta không nhúc nhích, đúng không ạ? Chàng không nhúc nhích, chàng đứng im. Chàng chưa múa, ngoại chàng chưa múa khiên, chàng chưa đánh, chàng đứng yên. Nhân vật MTMC múa trước thì như thế nào ạ? Hành động múa khiên của MTMC thì sao ạ? Dung khiên múa, đúng không ạ? Khiên hắn kêu lạch sạch như quả mướp khô. Ở hiệp 1 thì MTMC dung khiên múa trước, không ạ? Dung khiên múa trước. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà khiên của hắn thì kêu lạch sạch như quả mướp khô, đúng không ạ? Khiên của hắn kêu lạch sạch như quả mướp khô. Được chưa? Thì đấy là hiệp 1. Sang đến hiệp 2 thì như thế nào ạ? Chú ý cho chị vào phân đoạn số 1 đi ạ. Đến với hiệp số 2 thì chúng ta có thể thấy rằng nhân vật Đăm Săn của chúng ta bắt đầu múa trước, đúng không ạ? Đăm Săn dung khiêng múa, mỗi lần sắp tới chàng vượt một đồi tranh, một lần sắp tới nữa chàng vượt một đồi lỗ ô, chàng chạy vun vút qua phía đông, chàng chạy vun vút qua phía tây, còn MTMC thì bước cao bước thấp chạy hết bãi tây sang bãi đông, hắn vung dao chém phập một cái nhưng chỉ vừa trúng một cái chảo cột trâu. Thì các bạn có thể thấy rằng sang đến hiệp 2 thì nhân vật Đăm Săn của chúng ta là người dung khiêng múa trước, đúng không ạ? Và khi Đăm Săn múa thì sao ạ? À, được miêu tả như thế này, mỗi một lần sắp tới, đúng không ạ? Một lần sắp tới chàng vượt một đồi lỗ ô, chàng vượt một đồi lỗ ô, đúng không ạ? Rồi chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây, đúng không ạ? Chàng chạy vun vút qua phía đông, rồi chàng lại chạy vun vút qua phía tây, qua phía tây, được chưa ạ? Lưu ý chuyện như vậy nhé. Và ngược lại ở hiệp 2 này thì nhân vật MTMC của chúng ta như thế nào ạ? Chạy bước cao bước thấp, đúng không ạ? Chạy bước cao bước thấp, chạy bước cao bước thấp hết bãi tây sang bãi đông, đúng không ạ? Hết bãi tây
bãi đó. Rồi hắn có vung dao chém, thế nhưng mà chỉ chém đúng cái chảo của trâu mà thôi, đúng không ạ? Vung dao chém, nhưng chỉ chém chúng, nhưng chỉ chém chúng cái chảo của trâu, cái chảo của trâu đó. Nói chuyện chị là như vậy. Thế thì ở hiệp số 2, Đăng Săn là người múa trước. Thế thì thông qua cái hành động múa khiêng của chàng Đăng Săn ấy, chàng lúc lần sắp tới là chàng đã vượt một đồ ô, tức là sức mạnh, sức khỏe phi thường mà chạy vun vút qua phía tây, vun vút qua phía đông, ngược lại mà ta mà xây thì sao, chạy bước cao bước thấp rồi chạy hết bãi tây sang bãi đông, vùng dao chém thì không chém chúng, chỉ chém đúng cái chảo của trâu mà thôi, đúng không ạ? Và sau hiệp hai này thì điều gì xảy ra? À, dường như lúc này mà tao mà xây đã bị đuối sức, nhờ hơi nhị quăng cho hắn một miếng trầu, đúng không ạ, để tiếp lại sức lực. Nhưng mà Đăng Săn đã cướp được miếng trầu đó và dường như sức của chàng đã tăng lên gấp bội. Đó, vì sức của chàng tăng gấp bội thì nên lúc này Đăng Săn lại tiếp tục múa. Ở hiệp số 3 thì chúng ta lại thấy Đăng Săn lại tiếp tục múa, tức là Đăng Săn lại là người chủ động múa tiếp ở hiệp 3, đúng không ạ? Hiệp 3 chàng múa trên cao, đó, gió như bão, chàng múa dưới thấp, gió như lốc, chú ý quan sát và dẫn chứng trong cách đào hoa sang số 21 cho chị nhớ. Thì chúng ta có thể ở hiệp 3 thì tiếp tục Đăng Săn khi cướp được miếng trầu từ hơi nhị, chàng tăng thêm sức lực dường như đã tăng lên gấp bội, và bây giờ chàng lại tiếp tục chủ động múa ở hiệp số 3. Và ở hiệp 3 thì chàng múa như thế nào ạ? Chàng múa trên cao, đúng không ạ? Chàng múa trên cao, chàng múa trên cao, gió như bão đó. Rồi chàng múa dưới thấp, gió như lốc, chàng múa dưới thấp thì gió như lốc, chạy gió như lốc, chòi lẫm đổ lăn lóc, chòi lẫm đổ lăn lóc, cây cối thì chết rụi, được chưa? Cây cối chết rụi, cây cối thì chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng khiên đồng, khi chàng múa trên cao thì vang lên tiếng khiêng kênh, được chưa? Các bạn đặc biệt chú ý cho chị sách giáo khoa phần hiệp 3 đấy ạ, cái chi tiết miêu tả hành động múa khiêng của chàng Đăng Săn, đúng chưa ạ? Rồi chẳng những thế, khi chàng chạy nước kiệu thì quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung, cây giáo thần, cây giáo dính đầy những oan hồn của chàng đã nhằm đùi mà đao mà xây phóng tới chúng nhưng không thủng, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là chàng múa trên cao, chàng múa dưới thấp, được chưa ạ? Rồi chẳng những thế, chàng còn chảy nước kiệu, đúng không ạ? Khi mà chàng chảy nước kiệu thì điều gì xảy ra ạ? Khi mà chàng chạy nước kiệu thì quả núi ba lần rạn nứt, đúng không ạ? Quả núi ba lần rạn nứt, rồi ba đồi tranh thì bật rễ tung bay, ba đồi tranh bật rễ tung bay, được chưa ạ? Và đặc biệt là chàng còn sử dụng cái kênh giáo, đúng không ạ, để phóng tới đâm trúng đùi của mật ong mà xây, đâm trúng nhưng lại không thủng, bởi vì do mật ong mà xây có bộ áo giáp, được chưa ạ? Tức là cầm giáo phóng tới, đúng không ạ, cầm cây giáo thần phóng tới, cầm cây giáo thần phóng tới trúng nhưng không thủng, đúng không ạ? Hoàn toàn trái ngược với mật ong mà xây. Mật ong mà xây thì chỉ vung dao chém nhưng mà chỉ chém đúng cái chảo của trâu mà thôi, còn nhân vật Đăng Săn của chúng ta thì nhắm phóng tới, phóng là trúng nhưng mà không thủng, bởi vì do mật ong mà xây có bộ áo giáp bảo vệ, đúng chưa ạ? Và trong lúc đó thì ở hiệp số 3, nhân vật mật ong mà xây của chúng ta làm gì ạ? Nhân vật mật ong mà xây ở hiệp 3, trước cái sự chủ động trong trận đánh thì mật ong mà xây của chúng ta không có làm gì hết,
Ở hiệp 3 này, nhân vật mà Tăng và Tây không làm gì cả. Hắn chỉ biết trông chờ vào bộ áo giáp của mình, đúng không ạ? Chỉ biết trông chờ nhờ cậy vào bộ áo giáp. May là hắn có bộ áo giáp để bảo vệ, chứ không là đã chết dưới cây giáo thần của Đăng Săn rồi. Bởi vì chàng nhắm phóng tới là trúng ngay, đúng không ạ? Chỉ là do hắn có bộ áo giáp bảo vệ, thế nên là Đăng Săn không có đâm thủng được. Và trong cái lúc đó thì Đăng Săn đã thấm mệt. Sau hiệp 3 thì Đăng Săn đã thấm mệt, và lúc bấy giờ chàng vừa chạy vừa ngủ và đã mộng thấy ông trời. Khi mộng thấy ông trời thì ông trời đã mách nước cho chàng, đúng không ạ? Và chỉ cái nước đi để có thể đánh thắng được mà ta mà xây. Thì đến hiệp số 4, đúng không ạ? Đến hiệp số 4 thì nhân vật Đăng Săn của chúng ta lại tiếp tục là người chủ động chiến trước. Thì các em có thể thấy là chàng nhờ ông trời mách nước, thế nên chàng đã nắm lấy chiếc chày mòn ném trúng vào vành tai của mà tao mà xây. Sau khi ném trúng vành tai của kẻ địch, ném trúng vành tai của mà tao mà xây thì bộ áo giáp của kẻ địch đã rơi loẹt xoẹt ra. Và lúc bấy giờ thì chàng đã đuổi mà tao mà xây để giết chết kẻ thù đã cướp vợ của mình, đúng không ạ? Các bạn chú ý chị đoạn cuối đấy ạ. Đăng Săn bừng tỉnh, chụp ngay một cái chày mòn ném trúng vành tai kẻ của địch. Cái áo giáp của mà ta mà xây lập tức rơi loạn xạ. Mà ta mà xây tháo chạy, hắn chạy quanh chuồng lợn, Đăng Săn phá tan chuồng lợn, hắn tránh quanh chuồng trâu, Đăng Săn phá tan chuồng trâu, cuối cùng hắn lăn ra đất, đúng không ạ? Hắn ngã lăn ra đất. Thì ở đây chúng ta có thể thấy đến với hiệp 4, sau khi được ông trời mách nước thì Đăng Săn của chúng ta đã chộp lấy được cái chày mòn, đúng không ạ? Chộp lấy cái chày mòn, chộp lấy cái chày mòn. Sau khi chộp lấy được cái chày mòn thì ném trúng vào vành tai của kẻ địch, ném trúng vào vành tai của kẻ địch. Lúc bấy giờ thì bộ áo giáp của kẻ địch đã rơi loạn xạ rồi, thì tiếp tục Đăng Săn của chúng ta quyết đuổi theo và đánh kẻ thù, đúng không ạ? Quyết đuổi và đánh bại kẻ thù. Và cuối cùng thì chàng đã chiến thắng khi mà tên mà tao mà xây kia chỉ biết trốn chạy, hắn chạy quanh chuồng lợn, hắn chạy quanh chuồng trâu, thì Đăng Săn của chúng ta đã phá tan chuồng lợn, đúng không ạ? Chạy quanh chuồng trâu thì phá tan chuồng trâu, được chưa ạ? Phá tan chuồng lợn này, phá tan chuồng trâu này, được chưa ạ? Đó chính là cái hiệp cuối cùng. Và cuối cùng thì mà ta mà xanh ngã lăn ra đất, và Đăng Săn đã không tha cho hắn, quyết định giết chết kẻ thù, đúng không ạ? Thế thì đối với hiệp số 4 này, ngược trở lại với nhân vật mà ta mà xây thì hắn chỉ biết có tháo chạy, đúng không ạ? Chỉ biết tháo chạy, hắn chạy quanh chuồng lợn rồi hắn lại chạy quanh chuồng trâu, đúng không ạ? Đó, và sau khi chạy quanh chuồng lợn, chạy quanh chuồng trâu, ngã lăn ra đất rồi thì còn cầu xin Đăng Săn tha cho mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà Đăng Săn không có tha cho. Đó, thì các bạn có thể thấy thông qua 4 hiệp thì chỉ có duy nhất hiệp số 1 là mà ta mà xây dung khiêng múa trước. Nhưng mà cái lần múa trước này thì hắn múa không ra gì. Khiêng của hắn kêu lạch sạch như quả mướp khô, không có một chút uy lực nào cả, đúng không ạ? Không có một chút sức mạnh nào cả. Và ngược lại đối với Đăng Săn thì chàng lại không nhúc nhích. Nhưng từ hiệp 2, hiệp 3 và hiệp 4, chàng đều là người chủ động múa khiên trước. Và mỗi một lần chàng múa khiên thì nhân vật mà ta mà xây của chúng ta chỉ có biết trốn chạy, tháo chạy hoặc là nhờ vào bộ ảnh giáo sắt, đúng không ạ? Không có thực lực, đúng không ạ? Còn ngược lại chúng ta thấy Đăng Săn là một người anh hùng thực thụ, có sức mạnh, có tài năng, đúng không ạ? Chàng múa khiên rất là giỏi, mỗi một lần sắp tới thì vượt một đồi lố ô, và chẳng những thế thì chàng chạy vun vút qua phía đông, chạy vun vút qua phía tây, với cả cái chi tiết mà chị em chúng mình vừa mới chỉ ra thông qua 4 nhịp múa khiên đấy ạ. Thế thì các em có thể thấy là mục đích của cái cuộc giao chiến này là để làm gì đấy ạ? Mục đích của cuộc giao chiến này là để làm gì? Đối với mờ tam mờ sậy thì là để làm gì đấy ạ? Là cướp vợ, đúng không ạ?
Đó, mà hành động cướp vợ thì chắc chắn là hành động phi nghĩa, trái với lẽ thường, thế nên không được sự giúp đỡ của thần linh. Không được sự giúp đỡ của thần linh. Đúng không ạ? Đó, chú ý chị là như vậy nhá. Còn ngược lại, đối với nhâm săn thì mục đích của cuộc giao chiến này là để làm gì ạ? Để giành lại vợ. Được chưa ạ? Một bên là cướp, một bên là giành lại vợ của mình mà. Và đây chính là cái hành động, là cái hành động chính nghĩa, là cái hành động mà chàng bảo vệ danh dự của bản thân. Mà bảo vệ danh dự của bản thân chàng là một người tù trường, đúng không ạ? Thế nên chính danh dự của Cam Săn cũng chính là danh dự của cả cộng đồng, đúng chưa ạ? Chính vì lẽ đó, hành động của chàng đã được thần linh ủng hộ, được không ạ? Vì thế, trong trận chiến số 3, khi mà chàng không thể nào mà đâm thủng được đùi của mà ta mà xây, chàng đã rất là mệt rồi. Thế là trong cái lúc vừa ngủ vừa chạy đã được ông trời mách nước cho, thì đến hiệp số 4, do được ông trời mách nước, do được sự ủng hộ trợ giúp của thần linh, thế nên chàng đã chiến thắng được mà ta mà xây, đúng không ạ? Thế nên đã được ông trời mách nước, hay nói là giúp đỡ đấy ạ. Được chưa ạ? Thế chúng ta có thể thấy là mục đích của cuộc chiến giữa hai nhân vật này là hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Một bên là để cướp vợ, một bên là để giành lại vợ, giành lại danh dự cho bản thân cũng như là cộng đồng. Và từ đó, đó chính là cái mục đích chính đáng, đúng không ạ? Một chiến tranh chính đáng. Vì lẽ đó mà được ông trời, được thần linh ủng hộ trợ giúp, được không nào? Và thông qua đây thì các bạn có thể rút ra chị nhận xét về hai nhân vật này thông qua hành động múa khiên. Thì đối với nhân vật mà ta mở xây, chỉ có duy nhất một lần hắn chủ động múa khiên, đó là ở hiệp 1, đúng không ạ? Và còn 3 hiệp còn lại thì hắn đều trốn chạy, đúng không ạ? Hoặc là hắn nhờ bộ giáp sắt của mình và hắn không có làm được gì hết cả. Thì chúng ta có thể thấy người tù trưởng mà ta mở xây là người như nào ạ? Kém cỏi, đúng ạ, rồi hèn nhát, bộ áo giáp sắt rơi lạc sáng ra rồi thì hắn chỉ có biết trốn chạy quanh chuồng lợn, chạy quanh chuồng trâu, và chẳng những thế thì còn cầu xin đăm săn tha mạng cho, đúng ạ. Kém cỏi hèn nhát, đúng ạ, à, chỉ biết trốn chạy và nhờ vào bộ giáp sắt. Ngược lại, đối với nhân vật đăm săn của chúng ta thì chàng chủ động trong hiệp số 2, hiệp số 3 và hiệp số 4. Và lúc chàng chiến đấu thì chúng ta thấy được sức mạnh, thấy được tài năng của chàng, đúng không ạ? Thì ở đây ta có thể thấy rằng đăm săn là người anh hùng có sức mạnh phi thường, đúng không ạ? Là một người anh hùng oai phong lẫm liệt, đúng không ạ? Là một người anh hùng oai phong lẫm liệt, dũng mãnh, đúng chưa ạ? Các bạn có thể sử dụng cái tính từ để khắc họa vẻ đẹp của nhân vật Đăm Săn, được chưa ạ? Và đây chính là vẻ đẹp của một người anh hùng. Đó, các bạn chỉ là chị là như vậy. Nhân vật Đăm Săn của chúng ta được khám phá thông qua cái phương diện hành động, được chưa ạ? Thì các bạn có thể thấy chàng là một người mang trong mình sức mạnh phi thường, đầy oai phong lẫm liệt, dũng mãnh, và đây chính là vẻ đẹp cũng như là sức mạnh của người anh hùng. Thì chị là như vậy nhá. Và phương diện cuối cùng các bạn tìm hiểu cùng với chị về người anh hùng đăm săn là thông qua phương diện lời nói, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể thấy rất là rõ lời nói của nhân vật đăm săn. Thế thì chúng ta cần phải tìm hiểu lời nói của nhân vật đăm săn, thì chúng ta phải tìm hiểu được ý, nhân vật mà đối thoại với đăm săn, đó ạ, hay nói khác là đối tượng giao tiếp đấy ạ. Thì trước tiên, đối với mà ta mà xây thì đăm săn đã sử dụng những lời lẽ như thế nào, lời nói của chàng ra làm sao, thì các bạn chú ý cho chị vào phần 1 trong sách giáo khoa. Khi mà đăm săn đến nhà mà ta mà xây để khiêu chiến, để giành lại vợ của mình, đúng không ạ? Thì các bạn chú ý cho chị vào phần 1 trong sách giáo khoa trang 19, trang 20 và trang 21, thì các bạn sẽ thấy rất là rõ trước khi giao chiến thì Đăm Săn đã nói như thế nào, và trong khi giao chiến thì Đăm Săn nói ra làm sao. Các bạn chú ý chị dấu sao thứ nhất. Trước khi giao chiến,
ngoại trước khi giao chiến, thì Đăng Săn đã sử dụng những lời lẽ như thế nào để nói với mà ta mà xây ạ? Ơ riêng xuống đây, ta thách người đọ giao với ta đấy, đúng ạ. Xuống riêng người không xuống ngư, đúng ạ. Rồi sao ta lại đâm vào ngươi khi ngươi đang đi xuống nhỉ? Ngươi xem đến con trâu của nhà ngươi ở trong chuồng ta cũng không thèm đâm nữa lại, đúng không ạ? Trước khi giao chiến thì chúng ta thấy lời nói của nhân vật Đăng Săn như sau: ơ riêng xuống đây, đúng không ạ? Ta thách ngươi đọ giao với ta đấy, ta thách ngươi đọ giao với ta đấy. Đó. Rồi xuống ơ riêng đúng không ạ? Sao ta lại đâm vào chân ngươi nhỉ? Sao ta lại đâm vào chân ngươi khi ngươi đang đi xuống? Đến con trâu ở trong chuồng nhà người ta còn không đâm nữa là con lợn nái ở trong chuồng nhà người ta cũng không đâm nữa là, đúng không ạ? Các bạn chú ý cho chị vào cuộc hội thoại giữa Đăng Săn và MT-MG trước khi cuộc chiến diễn ra, được chưa ạ? Và trong cuộc chiến thì sao ạ? Trong khi cuộc chiến diễn ra, đánh dấu sao thứ hai này, trong khi cuộc chiến diễn ra thông qua bốn hiệp múa khiên đấy ạ, thì các bạn sẽ thấy nhân vật của Đăng Săn của chúng ta như thế nào. Thế ư, ta thì đâu có cậu mà học cậu, ta đâu có bác mà học bác, chỉ có hai ta đây, ngươi múa cho ta xem nào. Vậy thì ngươi hãy hãy xem ta đây, đúng không ạ? Sao ngươi lại chém vào cái chảo cột trâu còn khoao chân ta, ngươi để làm gì? Các bạn có thể rất là đơn giản có thể lấy cho chị cái dẫn chứng về lời nói của nhân vật Đăng Săn trong khi cuộc chiến diễn ra. Các bạn chỉ cần chú ý vào lời thoại của nhân vật Đăng Săn là chúng ta có thể lấy được rồi, đúng không ạ? Và thông qua tất cả những lời thoại của nhân vật Đăng Săn khi nói với MT-MG cả trước và trong khi cuộc chiến diễn ra thì chúng ta thấy được điều gì ạ? Thấy được cái tính cách thể hiện trong đó không? Thấy được vị thế xã hội của người anh hùng không ạ? Chúng ta thấy cái sự dõng dạc khi mà nói chuyện, đúng không ạ? Ơ riêng xuống đây, ta thách ngươi đọ giao với ta đấy, đúng không ạ? Ta thấy cái sự dõng dạc, không ạ? Ta thấy được cái sự dõng dạc trong từng lời nói, đúng không ạ? Rồi đồng thời chúng ta thấy được cái sự tự tin nữa, đúng không ạ? Sang nhà mà ta mở xây một người tù trưởng giàu có, đúng không ạ? Rồi gươm của hắn thì óng ánh một cái cầu vồng, nhưng đứng trước cái khung cảnh đó thì Đăng Săn của chúng ta không hề sợ hãi mà tự tin thách đố và khiêu chiến. Ta thách ngươi đọ giao với ta đấy, không ạ? Dõng dạc tự tin, đúng không ạ? Thách thức kẻ thù đó, thì các bạn chú ý chị là như vậy: dõng dạc này, tự tin đó, và đây chính là cái nét tính cách rất là đặc biệt và nổi bật ở người anh hùng Đăng Săn, được chưa nào? Đó thì đấy chính là lời nói của Đăng Săn đối với nhân vật mà ta vừa xây. Còn đối với nhân vật ông trời thì sao ạ? Đối với nhân vật ông trời thì sao? Ôi chao, chết mất thôi ông ơi, cháu đâm mãi mà không thủng hắn. Ôi chao, ôi chao, không ạ? Ôi chao, chết mất thôi ông ơi, chết mất thôi ông ơi, chết mất thôi ông ơi, cháu đâm mãi mà không thủng hắn. Cháu đâm mãi mà không thủng hắn. Đây chính là lời nói của nhân vật Đăng Săn khi nói với ông trời, đúng không ạ? Thế thì thông qua cái lời thoại này của nhân vật Đăng Săn khi nói với ông trời thì chúng ta thấy được gì ạ? Thấy được sự chân thành, đúng không ạ? Thấy được sự chân thành cũng như rất là gần gũi, đúng không ạ? Trời là thần linh, đúng không ạ? Thế nhưng mà xưng là ông ơi, đúng không ạ? Xưng xưng là cháu, gọi là ông, đúng không ạ? Rất là chân thành, rất là thân mật, đúng không ạ? Rất là gần gũi với ai? Với ông trời, với thần linh. Rồi với dân làng thì sao ạ? Chú ý chị vào đoạn số 2. Khi mà Đăng Săn gõ cửa toàn bộ nhà ở trong làng của bà ta mà xây, lại đi gõ toàn bộ từng nhà từng người một, thì chúng ta thấy sao đấy ạ? Chúng ta thấy
lời nói của nhân vật Nam Săn thế nào, và chú ý chị vào cả phân đoạn số 3 khi mà diễn ra cái cảnh ăn mừng chiến thắng ở nhà Nam Săn, thì Nam Săn đã nói với tôi tớ và dân làng của mình như thế nào ạ? Chú ý vào phân đoạn số 2 và số 3. Ở tất cả dân làng này các ngươi có đi với ta không, đúng ạ? Rồi ơ nghìn chim sẻ ở vạn chim nói, ở tất cả tôi tớ bằng này chúng ta ra về nào, đúng ạ? Rồi đến đoạn số 3, ừ các con, ừ các con hãy đi lấy rượu bắt trâu, đúng ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ những cái lời thoại mà nhân vật Đăm Săn nói với dân làng và nói với tôi tớ cùng mình, thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái lời truyền bảo của một vị tù trưởng dành cho tôi tớ và dành cho dân làng. Chúng ta thấy được cái uy và cái quyền của một người tù trưởng, của một người anh hùng, đúng không ạ? Và có thể truyền bảo như sấm truyền, lời như sấm truyền, đúng không ạ? Ơ các con, đúng không ạ? Ơ các con, hãy đi lấy rượu và bắt trâu. Hãy đi lấy rượu, hãy đi lấy rượu, hãy đi lấy rượu bắt trâu. Đó. Ạ, hãy đánh lên chiêng có tiếng âm vang, những chiêng có tiếng đồng tiếng bạc đó. Rồi chúng ta còn thấy khi mà nói với dân làng của mà ta mà xây, ơ nghìn chim sẻ ơ vạn chim ngòi, ơ tôi tử bằng này chúng ta ra về nào, đúng không? Một lời sang lại, đúng không ạ? Ra về, đúng không ạ? Cũng rất là thân mật nữa, đúng chưa ạ? Thì ở đây các em có thể thấy tính cách của nhân vật Đăm Săn thông qua lời thoại khi mà giao tiếp với dân làng và tôi tớ, thì chúng ta có thể thấy chính xác đó chính là lời truyền bảo của một vị tù trưởng, đúng chưa ạ? Thế nhưng mà trong lời truyền bảo của vị tù trưởng đó thì không có một chút nào kiêu căng hoặc ngạo mạn, mà chúng ta còn thấy được cái sự thân mật cũng như gần gũi và tình cảm, đúng chưa ạ? Tình cảm của một người tù trưởng. Bởi vì là em thấy đấy, không hề kiêu căng và ngạo mạn, đúng không ạ? Không yêu cầu, không ta lại nhau được, ngươi, nhà ngươi, đúng không ạ? Mà là các con, chúng ta ra về nào. Thì ở đó ta thấy được cái sự tình cảm và gần gũi của một người tù trưởng đối với dân làng của mình, đối với tôi tớ của mình, đúng chưa ạ? Đây là cái phần nhận xét mà chúng ta có thể rút ra được. Và thông qua đây thì các em rút ra cho chị nhận xét về nhân vật người anh hùng Đăm Săn ạ, thông qua ba phương diện, đó chính là ngoại hình phong thái, đó chính là hành động múa khiên, và đó chính là lời nói với các đối tượng nhân vật khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy rằng nhân vật Đăm Săn của chúng ta đích thực là một người anh hùng, đúng không ạ? Đăm Săn đích thực là một người anh hùng, hay là cách khác là Đăm Săn mang trong mình vẻ đẹp của người anh hùng, đúng không ạ? Đăm Săn là một người anh hùng, đúng không ạ? Và người anh hùng này thì mang trong mình vẻ đẹp này, tài năng này, đúng không ạ? Sức mạnh này, sức mạnh, đúng không ạ? Ý chí, đúng không ạ? Phi thường đó. Bởi vì vốn dĩ ở người anh hùng sẽ tập trung toàn bộ tất cả những gì của cộng đồng, thế nên vẻ đẹp, tài năng, sức mạnh, ý chí nó đều trên cái mức bình thường, được chưa? Các bạn chú ý chị là như vậy. Đó, thì các bạn lưu ý một cái nhận xét rất là ngắn gọn, rất là cô đúc, nhưng có thể nhận xét toàn diện về người anh hùng Đăm Săn của chúng ta. Đăm Săn đích thực là một người anh hùng mang trong mình vẻ đẹp, tài năng, sức mạnh và ý chí phi thường, bởi vì ở người anh hùng Đăm Săn này đã hội tụ toàn bộ vẻ đẹp của cả cộng đồng của chàng. Dạ, các bạn lưu ý chị là như vậy, và đó chính là nhân vật người anh hùng Đăm Săn của chúng ta. Các bạn đã cùng với chị phân tích và tìm hiểu. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.